con sông Dâu chảy về đâu mà lơ thơ đến ly lâu lại dừng, cho ta nhớ thủa Bà Trưng, chiến thuyền giấu bến, cây rừng giấu binh. Ly lâu ngạo nghễ cung đình, tàn canh tiệc rượu, giật mình sấm gian. Những câu thơ của Tố Hữu nói về di tích thành cổ Ly Lâu thuộc xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Đây là đô thị sớm và lớn bậc nhất Bắc Việt Nam, với các công trình kiến trúc dinh thự, thành khoách, chùa chiền và các kiến trúc tôn giáo dày đặc qua ghi chép của sử sách. Cái tên Ly Lâu xuất hiện từ khá sớm trong các thư tịch cổ. Di tích ngày nay, thành cổ Ly Lâu chỉ còn một đoạn tường thành. Ly Lâu là chính quyền Giao Trì, Giao Châu, nơi làm việc của bộ máy chính quyền Châu Quận từ thời Tây Hán thuộc Ngô. Vai trò của Ly Lâu đã được các nguồn sử liệu coi là trung tâm của người Việt tràn ra chiếm lĩnh vùng Trung Châu, nơi có các đô thị lớn, thành lũy đền đài kiên cố, có phố xá sầm uất được xây dựng cổ xưa tại nước ta. Đây cũng là trung tâm Phật giáo lớn trước công nguyên. Thành Ly Lâu này thì từ cái thời dựng nước từ cổ xưa đến giờ thì có từ xa xưa giờ thì cũng lâu đời lắm rồi. Thành Ly Lâu này bây giờ là có thờ ngài Sĩ Phương Tiên, tên húy là ngài Sĩ Nhiếp. Đến bây giờ thì nó mai một đi rồi, dân cư ở thì ngày xưa là tất cả vòng quanh của thành này là hào sâu chạy vòng quanh thành, và đằng trước là có con sông Thiên Đức chạy đằng trước. Thế bây giờ chỉ còn tồn lại được có một đoạn của bờ thành Ly Lâu thôi. Thì bây giờ là vẫn còn dấu mốc của thành thì là ở bên cạnh chùa Phi Tướng. Đấy, thế giờ chỉ còn có thế thôi. Dấu vết con sông Dâu bây giờ chỉ còn những đoạn dòng chảy nhỏ, nhưng cũng để thế hệ sau hình dung về thành Ly Lâu xưa. Dòng sông Dâu vẫn còn lưu giữ những chiến công của hai Bà Trưng trong những ngày đầu công nguyên. Ly Lâu có sự bề thế vào thời bấy giờ là có công của Sĩ Nhiếp, người đưa Nho giáo vào Việt Nam. Ông được hậu thế tôn làm Nam Giao học tổ. Sau quá trình làm thái thú tại đây, ông có công rất lớn mở rộng khu vực thành và xây dựng những công trình đền đài, những công trình kiến trúc ở trong thành. Ông đã có công dạy học và có ngôi trường ở trong thành cổ Ly Lâu. Một dấu tích còn lại đó là chiếc cầu đá lối đi vào đền thờ Sĩ Nhiếp. Đây là cầu đá cổ đẹp nhất xứ Kinh Bắc còn lưu giữ cho đến nay. Cầu bắc qua hồ nước trước đền để đi vào trong khu vực đền chính. Cầu làm bằng đá xanh nguyên khối gồm 7 nhịp với chiều dài 10m38, chiều rộng 1m67. Mặt cầu được lát bằng 20 tấm đá. Hai bên đầu trụ cầu được trang trí vân mây xoắn. Phía trên hai đầu các trụ cầu trang trí hoa lá, con rơi, con hổ, cá chép, lá sen, lá đề. Với những giá trị lịch sử, thành Ly Lâu có vị trí đặc biệt quan trọng trong nghiên cứu tìm hiểu lịch sử văn hóa Việt Nam giai đoạn đầu công nguyên. Ngay từ năm 1964, thành cổ Ly Lâu đã được công nhận là di tích cấp quốc gia. Những dấu tích thành cổ Ly Lâu vẫn còn là những bí ẩn. Các nhà khảo cổ học đã nhiều lần khai quật, thu được các hiện vật gốm sứ và kim loại quý giá. Ly Lâu giờ đây chẳng còn đâu bóng kinh thành xưa, chỉ còn những bãi bờ và những đồi tay của vùng nông thôn mới. Về những niên đại của những mảnh khuôn đúc được xác định khoảng thế kỷ thứ tư sau công nguyên. Điều này đã nối dài thêm tuổi của văn hóa Đông Sơn, không phải nền văn hóa kết thúc vào thế kỷ thứ hai sau công nguyên, mà còn kéo dài thêm vài trăm năm nữa. Đây là phát hiện quan trọng của khảo cổ học Việt Nam. Ly Lâu còn đó gió mưa, vẫn nghe phần phật ngọn cờ Trưng Vương. Những dấu tích Ly Lâu đã chìm sâu dưới lòng đất, nhưng dấu tích lịch sử dân tộc vẫn còn đó để các thế hệ sau có thể tìm về cội nguồn và gìn giữ những giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam.